Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách get key slip của HoHo nhé. Một bản slip rất là ngon, rất là VIP. Rất nhiều bạn muốn chơi cái bản này nhưng mà các bạn không biết cách get key. Và các bạn bình luận trong kênh của mình rất là nhiều. Các bạn yêu cầu mình làm một video hướng dẫn cách get key, hoặc là các bạn bảo mình chia sẻ cái key free. Thì nói thật với các bạn là cái phiên bản này không phải mình làm ra, và bản thân mình thì mình cũng phải get key mỗi ngày. Và cái key này thì nó có tác dụng trong vòng 24 giờ. Nếu như mà mình có chia sẻ key thì các bạn cũng không thể sử dụng được, tại vì mỗi một cái điện thoại nó sẽ có một cái key khác nhau, và cái key đó thì nó có tác dụng trong vòng 24 giờ. Bây giờ mình get key thì tầm này ngày mai thì mình sẽ phải get key lại, thì các bạn hiểu cho mình nhá, hiểu và thông cảm cho mình. Mình có chia sẻ key thì các bạn cũng không dùng được đâu, thì các bạn phải chịu khó get key nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để get key. Các bạn sẽ bấm vào cái chữ copy key cho mình. Đó. Các bạn bấm khoảng 2-3 lần nhá. Sau khi cái key nó được copy thì các bạn sẽ thoát trở ra cho mình. Đó, thoát trở ra nhé. Đó, đóng game đi. Các bạn đóng game đi nhé. Đó, và các bạn sẽ mở cho mình bằng cái cốc cốc, hoặc là Google Chrome, hoặc là Opera. Thì mình sẽ mở vào Google Chrome nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dán cái link vào đây. Đó, mình sẽ dán cái link vào đây nhé. Đó, mình dán cái link mà mình vừa copy vào đây. Các bạn bấm dán cho mình. Và các bạn sẽ tìm cho mình nhé. Đó. Cái bước get key này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian, các bạn xem cái video này của mình là các bạn get key thành công 100%. Các bạn sẽ bấm vào click here, continue. Đó. Ok chưa? Thì nó sẽ mở sang cái bước tiếp theo cho anh em. Đó, ở cái bước này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ đợi nó load xong, nó yêu cầu cái gì thì các bạn làm theo cái hướng dẫn của nó nhá. Đó, các bạn sẽ kéo xuống cho mình, Các bạn bấm vào Free with ADS này. Đó, bấm vào đây cho mình. Free with ADS nhá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào discover. Đó, discover, các bạn x vào quảng cáo cho mình. Đó, get key này thì nó khá là giống với Flusu, cho nên là anh em nào mà biết cách get key Flusu thì các bạn get key cái này cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ x vào đi. Đó, mình sẽ bấm continue. Đó, continue HoHo checkbox 1. Ok, như vậy là mình mở sang checkbox 2. Thì ở cái bước này thì các bạn sẽ bấm vào click here continue. Đó, thì nó sẽ tự động mở cho anh em sang cái checkbox 2. Rất là đơn giản thôi. Cái bước này thì các bạn cũng làm tương tự bước vừa nãy nhá. Đó, các bạn sẽ kéo xuống này, các bạn bấm Free App with ADS này. Đó, các bạn sẽ bấm vào Discover. Đó, Discover cho mình. X vào quảng cáo nhá. Đó, đợi 4 giây, 4-5 giây. Sau đó anh em x bỏ một lần nữa. Đó, x bỏ một lần nữa này. Anh em sẽ bấm vào Continue Checkpoint 2. Như vậy là mình đã làm xong Checkpoint 2. Và bây giờ nó sẽ mở ra Checkpoint 3. Thì anh em sẽ bấm vào Click here to continue site. Click here to continue. Tiếng Anh của mình nó hơi ngu một chút anh em ạ. Đó, hôm nay thì mình kết nối chuột cho anh em nhé, cho anh em dễ nhìn. Đó, anh em sẽ kéo xuống, anh em sẽ bấm vào Free Act with ADS cho mình. Đây. Đó, bấm vào Free Act with ADS này. Bấm vào Discover này. Discover này. X vào quảng cáo này. Đó, x vào quảng cáo và đợi cho mình khoảng 3 giây. Ok chưa? X vào quảng cáo này. Đó, continue checkpoint 3. Như vậy là mình đã làm xong checkpoint 3. Đó, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ các bạn sẽ mở cho mình cái checkpoint 4. Đó, như vậy là cái key nó đây anh em ơi. Các bạn sẽ copy cho mình cái key này. Copy cho mình cái key này nhá. Đó, các bạn bấm sao chép cho mình. Và các bạn sẽ dán cho mình vào cái bộ nhớ tạm của các bạn, hoặc là mình sẽ sử dụng cái Zalo nhá. Đó, mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn cái key thành công 100% nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy cái script này. Các bạn sẽ lấy cho mình cái script nhá. Đó, copy cái script này. Và các bạn sẽ vào. Đó, các bạn vào lại cái game. Đó, mình sẽ vào lại game nhá. Và mình sẽ mở lại game. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ dán. Đầu tiên các bạn sẽ dán cho mình cái script của HoHo. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái key. Các bạn dán cái key vào cái menu. Cái menu vừa nãy là các bạn sẽ get key thành công 100%. Là các bạn sẽ mở được cái menu của nó lên nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào lại cho anh em xem. Đó, mình sẽ vào lại. Các bạn cứ làm chậm chậm thôi nhá. Các bạn làm chậm chậm thôi thì các bạn sẽ làm thành công 100%. Còn các bạn nào mà làm nhanh quá thì các bạn sẽ bị lỗi. Đó, ở cái bước này thì mình sẽ x bỏ đi. Đó, mình sẽ vào hải quân nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ dán script vào đây. Các bạn sẽ bấm vào bộ nhớ tạm này. Đây anh em ơi, bộ nhớ tạm này. Thì ngay lập tức nó sẽ mở cái menu của HoHo lên. Đó, các bạn đợi một chút, mình sẽ bấm vào cái đăng ký kênh này. Đó, x bỏ cái này đi.
Ok chưa? Ở cái này thì anh em sẽ dán cho mình cái key vừa nãy mà anh em copy nhá. Đó, các bạn đợi một chút, mình sẽ dán cái key vào đây. Đó, mình sẽ sang cái Zalo này, mình copy cái key. Đây, key đây anh em ơi. Copy cái key này và mình sẽ vào lại cái game. Đó, mình sẽ xóa bỏ cái trang này đi, xóa bỏ cái chữ ID và mình sẽ dán cái key vào đây. Các bạn dán cái đây, paste vào đây cho mình và các bạn sẽ bấm check. Đó, bấm check cho mình thì nó sẽ mở cho anh em cái menu lên. Các bạn làm đúng như mình như này thì nó sẽ mở cái menu lên nhá. Đó, anh em bấm check, check key. À đây là nó đang có dấu cách này anh em ơi, đang có dấu cách này. Anh em click bỏ cái dấu cách này đi. Đó, anh em check, bấm check cho mình. Đó, như vậy là nó sẽ mở, như vậy là các bạn sẽ mở được thành công 100%. Nếu như nó không được nhá thì mình sẽ làm lại, mình sẽ copy lại bằng tay, mình sẽ không copy bằng chuột nữa. Mình sẽ copy bằng tay nhá. Đó, mình dán lại vào đây. Nó đang bị dấu cách rồi các bạn. Đó, mình sẽ copy sao chép lại và mình sẽ vào lại game. Mình sẽ vào lại game và mình sẽ dán lại nhá. Đó, các bạn đừng có copy cái dấu cách. Bây giờ mình sẽ bấm check. Đó, thì nó sẽ mở cái menu lên. Chắc chắn nó sẽ mở cái menu lên. Vừa nãy là mình copy cả cái dấu cách cho nên là nó không mở được cái menu lên. Và khi mà mình xóa vào cái dấu cách đi thì mình đã mở được cái menu lên đây. Đây là cái menu của HoHo nhá. Chức năng thì rất là ngon, rất là xịn. Cực kỳ nhiều chức năng luôn. Chức năng của HoHo thì không cần phải nghĩ đâu nha mấy. Không cần phải bàn. Đó. Thì đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cái getkey. Thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình. Để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho em xem. Các bạn muốn lấy clip thì mình để trong phần mô tả nhé. Các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả. Trong phần mô tả sẽ có đầy đủ tất cả các link mà các bạn cần. Còn bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.欢迎继续收听。